cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương sau khi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công khốc liệt mới bằng tên lửa vào thành phố Kriviri, miền trung Ukraine, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Các quan chức Ukraine tuyên bố trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em, trong số những người bị thương có 13 người phải nhập viện để điều trị vết thương, trong đó có 5 người đang nguy kịch và một người đang trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Ukraine đã công bố ngày để ta những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kriviri là ngày 14 tháng 6. Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tấn công một lần nữa chứng minh rằng Ukraine cùng với các đối tác của mình phải tăng cường khả năng phòng không, điều mà ông đã nhiều lần kêu gọi. Ông nói, các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ tối đa người dân, thành phố và các vị trí của chúng tôi và chúng tôi cần càng nhiều càng tốt. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, tiến hành 38 cuộc không kích, đặc biệt thả 56 của bom dẫn đường và thực hiện 3.500 cuộc tấn công vào ngày 12 tháng 6. Vào tháng 6 năm ngoái, Nga cũng đã tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào nhiều địa điểm và phá hủy một tòa nhà trung cư 5 tầng ở thành phố này. Vụ tấn công cũng đã khiến 11 thường dân thiệt mạng. Tổng thống Zelensky thời điểm đó đã cáo buộc các lực lượng Nga đang tiến hành cuộc xung đột chống lại các tòa nhà dân cư, các thành phố và dân thường. Ông tuyên bố những người đứng sau sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Nga đã không lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa nói trên. Tiếp đó, Nga tiếp tục tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Kriviri, khiến 6 người chết, 75 người bị thương vào tháng 7. Cuộc tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Zelensky nói rằng giao tranh đang chuyển hướng sang Nga, khi trước đó Nga cáo buộc Ukraine triển khai nhiều máy bay không người lái UAV tấn công thủ đô Moscow. Thống đốc tỉnh Dnipro ông Shohi thời điểm đó cho biết, rất nhiều người bị thương và thiệt mạng. Hơn 1.000 nhà dân, 5 cơ sở y tế, 13 cơ sở giáo dục và một cơ sở văn hóa bị hư hại do cuộc tấn công. Nga đã bị cáo buộc tấn công thành phố Kriviri bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander. Một trong số đó nhắm vào tòa trung cư 9 tầng, khiến cơ sở vật chất từ tầng 4 đến tầng 9 bị hư hại. Tháng 9 cùng năm, Thêm một cuộc tấn công nữa vào Kriviri, quê hương của ông Zelensky, khiến một cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 52 người khác. Các quan chức Ukraine cho biết, các cuộc tấn công này nằm trong số nhiều cuộc tấn công của Nga trên khắp đất nước trong đêm. 10 tòa nhà đã bị hư hại trong vụ tấn công trên. Hãng tin CNN của Mỹ dẫn thông tin ban đầu do Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine HUR cung cấp cho hay một chiếc Su-57 đã bị tấn công trên đường băng của Nga ở Astrakhan, cách chiến tuyến giao tranh gần 600 km. Tuy nhiên, trong thông báo cập nhật tiếp theo, HUR nói rằng có tới hai chiếc Su-57 đã bị hư hại. Đề cập thêm tới phản ứng của Nga sau vụ Su-57 bị tấn công khi phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine, ông Andriy Yusov, đại diện phát ngôn của HUR nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đang rất tức giận và bầu không khí trong điện Kremlin lúc này đang rất nóng. Ông Yusuf nói, đây là tin tức rất lớn. Ông Putin thực sự tức giận, bầu không khí trong điện Kremlin lúc này rất nóng, tới độ có thể cảm nhận được. Người Nga đã cố gắng che giấu và bảo vệ những chiếc Su-57 cẩn thận, chưa bao giờ để chúng bay vào không phận Ukraine vì sợ bị bắn hạ. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng thất bại. Đại diện HUR tuyên bố hoạt động tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực của Nga bởi Moscow sản xuất những chiếc máy bay tiên tiến này với số lượng hạn chế. Tới nay, mới chỉ có vài máy bay đang hoạt động. Tuy nhiên, Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về mức độ thiệt hại của Su-57 cũng như về các tuyên bố của Ukraine. Trước đó, theo Newsweek, một trong những kênh Telegram quân sự có ảnh hưởng lớn của Nga mang tên Fighter Bomber cũng đã xác nhận rằng máy bay không người lái Ukraine đích thực đã tấn công sân bay Aktubinsk và máy bay Su-57 đã bị hư hại bởi các mảnh đạn. Sau đó, công ty công nghệ Maxa công bố thêm ảnh vệ tinh chất lượng cao về sân bay Aktubinsk, cho thấy mức độ thiệt hại của một chiếc Su-57 sau vụ tấn công của Ukraine. Ông Justin Bronk, chuyên viên nghiên cứu cấp cao đến từ Viện Nghiên cứu Russi của Anh nhận định, đây sẽ là một trong những thành công nổi bật đối với máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Tạp chí Forbes của Mỹ đánh giá tuyên bố của Ukraine về việc gây thiệt hại cho Su-57 là đáng tin cậy. Thông tin mà Forbes có được cho biết, vào năm 2019, đã có ít nhất 6 chiếc Su-57 tại Aktubinsk. Đáng lưu ý, các máy bay này thường xuyên được để ở ngoài trời, và điều đó từng làm dấy lên tranh cãi gay gắt trên diễn đàn dành cho phi công Nga vì rất dễ rơi vào tầm ngắm của đối phương. Su-57 là máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga, có khả năng bắn tên lửa KH-59 và KH-69 những chiếc Su-57 đầu tiên được biên chế cho không quân Nga vào năm 2020 và từng thực hiện các nhiệm vụ ném bom ở Syria. Truyền thông Nga lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng Su-57 ở Ukraine hồi tháng 5 năm 2022. Máy bay thế hệ thứ 5 Su-57 được thử nghiệm từ năm 2010 và bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2019. Tính đến năm 2023, có khoảng 30 chiếc Su-57 đã được đưa vào sử dụng và hàng chục chiếc khác được đặt hàng. Một chiếc Su-57 có giá khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Đại tá Anh Hamish de Bretton Gordon viết trong một bài bình luận trên The Telegraph rằng Đã quá lâu, Ukraine đã phải chiến đấu với Nga bằng một tay bị trói sau lưng. Ông de Bretton Gordon nói tiếp Tuy nhiên, cuối cùng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Từ bây giờ, với sự cho phép từ nhiều nước phương Tây, nhưng quan trọng nhất là Mỹ, Ukraine có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga. Tháng trước, Politico đưa tin rằng chính quyền ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga ở Kharkov. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực này vào tháng 5 như một phần của cuộc tấn công mùa hè vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông Dobrytton Gordon lưu ý trong bài bình luận của mình trong khi vẫn buộc phải ưu tiên mặt trận Kharkov do tính chất của các giấy phép được cấp. Có bằng chứng cho thấy, Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí dự trữ tấn công nơi khác. Cựu đại tá liệt kê một số thành tựu quân sự gần đây của Ukraine, trong đó bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu hải quân Nga tại vịnh Taganrog và sân bay Akhtubinsk ở miền nam nước Nga. Cuộc tấn công sau đó đã phá hủy máy bay tàng hình mới nhất của Nga, máy bay ném bom chiến đấu Su-57. Ông The Bretton Gordon cho biết, những diễn biến gần đây không phải là điều mà Nga có thể đơn giản chống chọi bằng cách dựa vào xung đột tiêu hao. Nhưng những thành tựu của Ukraine trên chiến trường có thể khiến Nga có nguy cơ gia tăng căng thẳng hơn nữa. Trong khi đó, theo đài ABC News, trên đường tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Italia, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói: "Chúng tôi muốn chứng minh Mỹ sẽ ủng hộ người dân Ukraine. Chúng tôi sát cánh cùng họ và chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các nhu cầu an ninh của họ, không chỉ là ngày mai." mà còn trong tương lai. Chúng tôi sẽ gửi cho Nga tín hiệu về sự quyết tâm của chúng tôi. Còn theo một quan chức Mỹ, dù Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương mới, nhưng vị Tổng thống Mỹ trong tương lai vẫn có thể xóa bỏ thỏa thuận này. Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận song phương mới giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, nhưng Washington đã không thể hoàn tất đàm phán trong khi chờ quốc hội thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ngay khi khoản viện trợ được thông qua, quá trình đàm phán đã được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận mới sẽ không bao gồm bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng các lực lượng của Mỹ để bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận này cũng sẽ phát thảo tầm nhìn về cách Mỹ và các đồng minh hợp tác với Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn các hành động tấn công từ Nga trong tương lai. Theo hãng tin Reuters, Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước quân Nga. Các quan chức cho biết, thỏa thuận này được ký bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia nhằm cam kết chính quyền Mỹ trong tương lai sẽ hỗ trợ Ukraine bất chấp việc ai sẽ làm Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử tháng 11 tới. Thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm giúp phát triển các lực lượng vũ trang của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo nội dung của thỏa thuận an ninh 10 năm, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang hoặc một mối đe dọa như vậy đối với Ukraine, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham khảo ý kiến về phản ứng và xác định những nhu cầu phòng thủ bổ sung nào là cần thiết đối với Ukraine. Theo thỏa thuận, Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận cũng vạch ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và mở rộng quân đội. Bên cạnh đó, thỏa thuận cho phép hai nước chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức các chương trình huấn luyện và giáo dục quân sự, cũng như các cuộc tập trận và quân sự kết hợp. Ông Biden nói, mục tiêu của chúng tôi là tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe đáng tin cậy của Ukraine trong dài hạn. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Zelensky gọi thỏa thuận an ninh 10 năm này mang tính lịch sử và rằng đây là cầu nối dẫn tới việc Ukraine cuối cùng trở thành thành viên NATO. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của khối quân sự này tại Bruxelles, Bỉ, nói rằng mức viện trợ quân sự NATO dành cho Ukraine nên giữ ít nhất ở mức 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Tờ Ukraine Forum dẫn lời ông Stoltenberg nói từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các quốc gia trong khối đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev khoảng 40 tỷ euro một năm. Tôi đề xuất chúng ta duy trì sự hỗ trợ này ở mức tối thiểu và các quốc gia trong NATO sẽ chia sẻ gánh nặng này một cách công bằng. Ngoài ra, ông Stoltenberg trong cuộc họp cũng nêu tiến trình Ukraine trở thành một phần NATO, bao gồm chuyển đổi các lĩnh vực quốc phòng và an ninh Ukraine hiện nay phù hợp với tiêu chuẩn của khối, cũng như cải thiện việc mua sắm và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Kiev. Theo hãng thông tấn Kyodo News, cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ký một thỏa thuận an ninh 10 năm để Tokyo cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Thỏa thuận 10 năm quy định rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, chẳng hạn như cung cấp thiết bị và hàng hóa phi sát thương và điều trị cho các quân nhân Ukraine bị thương cùng những nỗ lực khác. Trong thỏa thuận, Nhật Bản cam kết làm việc để đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế và hiện đại hóa công nghiệp của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cam kết tiếp tục con đường cải cách đầy tham vọng trong các lĩnh vực như hệ thống tư pháp và nỗ lực chống tham nhũng. Hãng thông tấn TASS đưa tin quân khu phía Tây của Nga không còn tồn tại vì được chia thành quân khu Leningrad và quân khu Moscow. Ngày xóa bỏ quân khu phía Tây từ ngày 5 tháng 6 năm 2024. Trước đó, quân khu phía Tây có trụ sở chính tại Saint Petersburg, được thành lập vào năm 2010. Các quân khu mới thành lập là quân khu Leningrad và quân khu Moscow. Anh hùng nước Nga, tướng Alexander Lapin và tướng Sergei Kuzovlev là chỉ huy của hai quân khu này. Quân khu Leningrad sẽ bao gồm Cộng hòa Karelia, Cộng hòa Komi, các vùng Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Novgorod và Peskov, thành phố xanh Petersburg và khu tự trị yamalo nenets Quân khu Moscow sẽ bao gồm các vùng Bengorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kochoma, Kursk, Lipetsk, Moscow, Nizhny Novgorod, Orion, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslav và thành phố Moscow. Trước đó, quân khu phía Tây có trụ sở chính tại Saint Petersburg, được thành lập vào năm 2010 trong quá trình sáp nhập các quân khu Moscow và Leningrad. Còn quân khu phía Bắc trở thành một quân khu riêng biệt vào năm 2014. Nhu cầu tái lập các quân khu Moscow và Leningrad lần đầu tiên được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập vào tháng 12 năm 2022. Theo ông Shoigu, đây là động thái cần thiết khi nước này đang phải đối mặt với những thách thức mới, cụ thể là việc NATO mở rộng sang Phần Lan và Thụy Điển. Ông Shoigu khi đó cho rằng việc thành lập một nhóm quân tương ứng ở phía tây bắc nước Nga là phản ứng thích hợp khi khối quân sự do Mỹ đứng đầu gia tăng lực lượng. Hồi cuối tháng 2, Quốc hội Hungary đã chính thức phê chuẩn ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO, xóa bỏ rào cản cuối cùng trong bước đi lịch sử của quốc gia Bắc Âu. Trước đó, cùng với nước láng giềng Phần Lan, Thụy Điển lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, từ bỏ những chính sách trung lập hàng thập kỷ. Ở một diễn biến khác, theo Bulgarian Military, Nga vừa hạ thủy tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Stavropol thuộc lớp Buyan M, dự án 21631, tại xưởng đóng tàu Zelenodon ở vùng Tatarstan. Đây là chiếc thứ 12 và cũng là cuối cùng thuộc lớp này được đóng cho Hải quân Nga. Tàu được khởi đóng vào giữa năm 2018 và sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm để có thể biên chế cho hạm đội Baltic của Hải quân Nga vào cuối năm nay. Tàu Stavropol sẽ là một sự bổ sung đáng giá và đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh biên giới phía tây bắc của Nga, đồng thời có thể sẵn sàng được triển khai đến bất cứ nơi nào trên thế giới nếu có yêu cầu. Reuters đưa tin, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 12 tháng 6 lần đầu xác nhận rằng nước này sẽ rút khỏi tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO, liên minh quân sự do Nga dẫn dắt và cáo buộc các thành viên CSTO đã cùng với Azerbaijan lên kế hoạch cho một cuộc chiến chống lại đất nước ông. Thủ tướng Pansinian, người đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, từng cho biết vào tháng 3 rằng Armenia, vốn là đồng minh thân cận của Nga, sẽ rút khỏi CSTO trừ khi Liên minh quân sự này nêu chi tiết cam kết duy trì an ninh của đất nước ông một cách thỏa đáng. Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Akmen Press cho biết Phát biểu hôm 12 tháng 6 của Thủ tướng Pansinian với các nghị sĩ Armenia cho thấy ông cảm giác mình chưa nhận được cam kết như vậy và quyết tâm rút khỏi CSTO. Ông Pansinian nói: "Chúng ta sẽ rời đi, chúng tôi sẽ quyết định khi nào nên rời đi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không quay lại." Vốn là một nhà báo, ông Pansinian lên nắm quyền từ năm 2018, sau các cuộc biểu tình trên đường phố khiến những chính trị gia thân thiết với Nga phải ra đi. CSTO có trụ sở chính tại Moscow, gồm các thành viên Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus và Armenia. Khối này cho biết họ đang chờ Armenia làm rõ lập trường của mình. Theo hiệp ước của CSTO, hành động gây hấn chống lại các thành viên trong liên minh này được coi là tấn công vào tất cả các thành viên còn lại. Tương tự như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, CSTO cũng có tham vọng trở thành đối trọng của NATO. Thủ tướng Pashinyan đang chịu áp lực từ những người biểu tình, không hài lòng về điều mà họ cho là nhượng bộ đất đai, không thể chấp nhận nhằm tiến tới thỏa thuận hòa bình khó khăn với Azerbaijan. Ngày 12 tháng 6, ông Pansinian cho biết thỏa thuận này đã sắp hoàn thành, dù còn một điểm vướng mắc. Mối quan hệ giữa Nga và Armenia trở nên căng thẳng kể từ khi Azerbaijan giành lại khu vực ly khai Nagorno-Karabakh vào tháng 9 năm ngoái bằng vũ lực, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở đó. CSTO không can thiệp và hành động quân sự của Azerbaijan khiến hơn 100.000 người dân tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh phải chạy sang Armenia. Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Viện Kurchatov có trụ sở tại Nga, ông Mikhail Kovanchuk cho biết: "Chúng tôi đã dựa vào kinh nghiệm lâu năm của khoa học trong nước cũng như thiết kế đã phát triển để tạo ra công nghệ hạt nhân độc đáo có 102 trên toàn cầu." Ông Mikhail Kovanchuk cho biết thêm: "Các nhà khoa học Nga đã thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch tạo ra hệ thống năng lượng mới." nhằm đảm bảo sự độc lập về công nghệ và an ninh năng lượng nga trong tương lai. Trên thực tế, nền tảng cơ bản cho năng lượng hạt nhân xanh, chu trình khép kín đã được đặt ra ở nga. Nhà khoa học này cho biết thêm. Ông Mikhail Kovanchuk nhấn mạnh, ở giai đoạn này, hầu hết các yếu tố cơ bản đã được thử nghiệm, đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của các quy định được đưa ra. Cùng thời điểm, thứ trưởng ngoại giao nga Sergei Ryabkov thông tin, hành động gia tăng của mỹ và các đồng minh có thể khiến Nga xem xét lại lập trường hạt nhân của mình. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp, không loại trừ khả năng Nga thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tái khẳng định quan điểm của Moscow về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ như một biện pháp cuối cùng. Trong một hội thảo tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga không phải là quốc gia đầu tiên có những phát biểu hung hăng về hạt nhân. Ông Putin giải thích, học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp đặc biệt và tình hình hiện tại không đáp ứng các điều kiện đó. Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng không có cuộc chiến tranh hạt nhân nào sẽ xảy ra vì nó sẽ gây ra thương vong không lường cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo các quốc gia NATO châu Âu về hậu quả của những lời lẽ và hành động hiếu chiến. Ông cho rằng châu Âu sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu xảy ra xung đột hạt nhân toàn cầu và nghi ngờ Mỹ sẽ không thực sự hỗ trợ họ trong trường hợp đó. Trong diễn biến có liên quan trao đổi với phóng viên trước cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles, trong đó có cuộc họp lập kế hoạch hạt nhân của Liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12 tháng 6 cho biết, vũ khí hạt nhân của NATO là sự đảm bảo an ninh cuối cùng và là phương tiện để duy trì hòa bình. Mặc dù ai cũng biết rằng Mỹ đã triển khai bom hạt nhân tới một số địa điểm ở châu Âu, nhưng NATO hiếm khi đề cập công khai về những vũ khí này. Thảo luận về điều mà ông gọi là sự thích ứng đang diễn ra với kho vũ khí hạt nhân của NATO Ông Stoltenberg cho biết, Hà Lan hồi tháng 6 đã tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên sẵn sàng mang vũ khí hạt nhân và cho biết Mỹ đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Lãnh đạo NATO cho biết, đây là sự thích ứng với các hoạt động và phát ngôn ngày càng tăng của Nga liên quan đến năng lực hạt nhân. Ông nói, những gì chúng tôi đã thấy trong vài năm, vài tháng qua là những lời đe dọa hạt nhân nguy hiểm từ phía Nga. Chúng tôi cũng thấy một số cuộc tập trận diễn tập hạt nhân khác từ phía Nga. CNN đưa tin, khinh hạm đô đốc Goskop của Nga, chiếc đầu tiên trong nhóm 4 tàu, đã bắn 21 phát Đại Bác sau khi tiến vào cảng Havana. Phía Cuba cũng bắn Đại Bác chào mừng từ một pháo đài thuộc địa thế kỷ 18 do người Tây Ban Nha xây dựng để bảo vệ cảng. Đô đốc Goskop là một trong những tàu hiện đại nhất của Hải quân Nga, thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình hạng nặng đầu tiên do Nga chế tạo kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo sau đô đốc Goskop là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, tàu kéo cứu hộ và tàu chở dầu bốn tàu Nga đang neo đậu tại các bến thường dành cho tàu du lịch. Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã hạ thấp tầm quan trọng của việc bốn tàu hải quân Nga đến Cuba, dù thừa nhận các tàu hải quân Mỹ tích cực theo dõi tàu Nga trên đường đến cảng Havana. Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc lưu ý rằng việc này đã xảy ra nhiều lần trong nhiều năm, song cũng xác nhận lực lượng quân sự của Mỹ đã theo dõi các tàu của Nga trên đường từ Cuba. Sáu tàu chiến của Hải quân Mỹ, Canada và Pháp theo dõi quá trình quá cảnh của các tàu Nga từ Cuba, gồm các tàu khu trục của Hải quân Mỹ, USS Donald Cook, USS Denver Black, USS Chuxton, tàu tuần duyên Mỹ Coulter stone tàu khu trục HMCS Vinle de Quebec của Canada và tàu khu trục lớp Lafayette của Pháp. Bà Sinh nói, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thấy họ thực hiện những chuyến thăm càng kiểu này trước đây, và đây là những chuyến thăm hải quân thường lệ mà chúng tôi từng chứng kiến dưới thời các chính quyền khác nhau. Theo đài ABC News, bà Sinh khẳng định Mỹ liên tục giám sát bất kỳ tàu nước ngoài nào hoạt động gần lãnh hải Mỹ. Một quan chức Mỹ cho rằng các tàu Nga chưa bao giờ đến gần bờ biển Mỹ khi đi qua Đại Tây Dương. Theo đánh giá, đây là màn phô diễn lực lượng lớn nhất của Nga với đồng minh lâu đời Cuba trong nhiều năm. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ đánh giá tàu Kazan không mang theo vũ khí hạt nhân. Các tàu sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày từ Cuba trong một cuộc biểu dương lực lượng của Nga chỉ cách Florida, Mỹ 145 km. Ngoài ra, một nguồn tin ngoại giao Nga nói với CNN rằng, bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, công chúng ở Cuba sẽ được phép tham quan tàu đô đốc Goskop 4 giờ mỗi ngày trong 3 ngày. Các nhà phân tích quân sự tin rằng, tàu đô đốc Goskop có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tầm xa, tác chiến chống tàu ngầm, mang tên lửa đất đối đất và đất đối không cùng các hệ thống vũ khí khác. Trang tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie ngày 11 tháng 6 cho biết, chính phủ Canada đang sẵn sàng công bố một chiến lược bắc cực mới nhằm ứng phó với những gì mà họ cho là mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga trong khu vực. Theo bà Melanie, Canada sở hữu diện tích tại khu vực Bắc Cực lớn thứ hai trên thế giới sau Nga, nhưng hiện diện của nước này tại đây, nếu so về mặt dân số, quân sự và cơ sở hạ tầng, lại ít hơn nhiều so với Moscow. Chính vì vậy, khi tình hình địa chính trị ở Bắc Cực thay đổi nhanh chóng, Canada cần hành động. Bà Melanie lưu ý, chúng ta cần đánh giá lại, chúng ta không còn ở trong điều kiện bắc cực cao, căng thẳng thấp, vốn là chính sách đối ngoại của Canada trong một thời gian dài và của Hội đồng Bắc Cực. Chính sách bắc cực cao, căng thẳng thấp, vốn dựa trên mối quan hệ tương đối bình lặng và hợp tác giữa 8 quốc gia thành viên của Hội đồng Bắc Cực trong những thập kỷ gần đây. Nữ Ngoại trưởng Canada tiết lộ rằng, tài liệu chính sách sắp tới sẽ ảnh hưởng phần nào từ việc Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO cho phép các nước này xây dựng kiến trúc an ninh mạnh mẽ hơn ở Bắc Cực. Thông báo này được đưa ra 2 tháng sau khi Bộ Quốc phòng Canada công bố bản cập nhật chính sách quốc phòng, trong đó nhấn mạnh rằng nhiệm vụ cấp bách nhất đối với Canada là khẳng định chủ quyền ở các khu vực phía Bắc và Bắc Cực. Đại sứ Nga tại Ottawa, Oleg Stepanov, trả lời hãng tin Sputnik ngày 12 tháng 6. Chúng tôi không coi Canada là một mối đe dọa ở Bắc Cực, nhưng rõ ràng là sẽ phải tính đến khả năng thay đổi chính sách của Ottawa cũng như sự phối hợp và lập kế hoạch chung với Mỹ và trong NATO về vấn đề này. Nếu nội các của Thủ tướng Trudeau có quan điểm đối đầu với Nga ở Bắc Cực thì trước hết điều đó sẽ gây bất lợi cho an ninh của Canada. Theo ông Stepanov, sự thay đổi như vậy sẽ phản ánh một chính sách bất lợi cho Canada khi vô tình đối đầu với một nước láng giềng vốn là một cường quốc quân sự lớn như Nga. Từ lâu, Bắc Cực đã trở thành một khu vực gây tranh cãi. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow vẫn luôn duy trì quan điểm tìm cách tránh bất kỳ hành động quân sự hóa nào trong khu vực. Bất kỳ nỗ lực nào của NATO nhằm mở rộng lực lượng tới Bắc Cực sẽ gặp phải phản ứng quân sự thích đáng từ Nga, đại sứ Stepanov nhấn mạnh. Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO gia tăng các hoạt động quân sự ở Bắc Cực, cho rằng các hoạt động này làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột ngoài ý muốn trong khu vực. Nga cũng từng gợi ý khả năng rút khỏi Hội đồng Bắc Cực nếu hoạt động của cơ quan này không đáp ứng được lợi ích của mình.